seri và các nơi là chết ấy, thì cơ thể mình cũng thế. Nếu như enzyme nó giống như là gì ạ, vũ khí của con người đấy, mà thiếu đi thì chắc chắn rằng cơ hội bệnh này tăng. Vì vậy mà chúng ta phải trang bị tên lửa S-400 là hôm nay nó đấy, nó đấy. 400. Ai đó đấy mà tự đánh mất mình để phó thác cho thầy bói, thầy cũng là thầy biết. Ở như vậy hiện nay thì thôi, không cần đến được em gì. Còn ai muốn cần một sự sống tốt đẹp nhất thì chúng ta gì ạ, có một đợt, có một liệu trình rồi em gì đi. Để làm sao? Đừng thiền. Một con người sống hai đường thẳng song song, đó là đời sống và cuộc sống. Đời sống là số phận tuổi tác của con người đấy. Còn cuộc sống là gì ạ? Cuộc sống là mình làm ra để mình hưởng thụ. Nhưng ngày nay chúng ta không biết hưởng thụ, dẫn tới hậu quả là gì ạ? Đời sống tăng nhưng cuộc sống giảm, tức là tuổi tác giảm, mất đi. Vì thế mà tôi như vậy rời khỏi là cái cây bút, các máy móc hiện đại như của Pháp của mình ở phòng khám của tôi. Mà tôi trên đường hành trình với cùng mấy các anh các chị để đến với cộng đồng, chúng ta cho đi rồi chúng ta sẽ nhận lại. Không có cái gì nào cũng có cả. Và hôm nay tôi xin báo cáo với các vị đại biểu, đây là một điều như vậy là mới nhất. Chúng ta bước vào hành trình này, quả là một trang sử mới. Trang sử mới là một cuộc cách mạng đổi mới của Đảng ta, của dân tộc ta. Và chính chúng ta mới là những người gì ạ? Cứu mình, cứu người và cứu gia đình. Con em chúng ta cứu. Trời ơi, các bác sẽ đến nhà bệnh viện, mắt trung ương xem đục nhân bao nhiêu. Các cháu phải mổ như vậy là gì ạ? Thay các nhân tạo bao nhiêu. Và gì ạ? Phải đeo kính cận bao nhiêu. Nhưng ngày nay có enzyme rồi. Đó là con em chúng ta không còn như vậy nữa. Mắc bệnh. Nhưng chỉ có điều rằng, ai nói cho mà nghe đây? Vì enzyme này không trang bị cho bác sĩ, không trang bị cho những nhà kinh doanh, mà enzyme này đến với người bệnh, người bệnh sử dụng đi, và người bệnh lại là nhà phân phối và lại là thầy thuốc. Và Phật nói rồi, kẻ thù lớn nhất của đời mình chính là mình, tự hại mình, không thằng nào dám hại mình đâu. Thế làm gì kẻ thù, làm gì con đến đâu. Nhưng là gì ạ, mình phải là bác sĩ của mình. Hãy lắng nghe cơ thể mình nói, mình là bác sĩ của mình. Và mình phải đầu tư cho mình chứ, có ai nghĩ đến đầu tư cho mình đâu. Và qua đó là gì ạ? Tất cả là gì ạ? Một thứ nhất, phải quy tội cho nó. Một cách như vậy là không có căn cứ. Cho nên là lúc này Đảng và nhà nước ta cho gì ạ? Mở cửa. Và các bác thấy quốc hội chúng ta ký CPTPP rồi. Và enzyme này sẽ đến với mọi người, đến với mọi nhà theo hết dầu loa. Hôm nay đến văn phòng này, các bác anh chị được nghe. Và chúng tôi mở gì ạ, mong mạch ra cho, chúng tôi lấy rộng cơ thể ra cho, chúng tôi gì ạ, đưa enzyme vào người đi. Một tuần sau, khỏe mạnh rồi, và chính người ta sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân và những người khác. Chính vì thế mà vai trò của enzyme lúc này là việc gõ cửa từng nhà đến với từng nhà. Cho nên tôi thì bước khỏi phòng khám đúng mức tường, vì thu nhập của tôi cũng không phải là kẻ ít. Thế nhưng, thu nhập cũng không phải để cho sự sống. Nếu như tôi không thoát ra khỏi bức tường đấy thì chính tôi chết vì bệnh huyết áp và bệnh tiểu đường. Nhưng ngày nay gì ạ, tôi được giải phóng toàn thân thể đấy. Các vị đại biểu nhìn thấy tôi từ là gì ạ, 68 cân mà nay còn có 60 cân, bụng từ vòng bụng 96 mà nay còn có 82. Đây là vấn đề tuyệt vời. Vậy thì nó đã mang cho mình một sự sống, chả nghĩa mình không mang cho mọi người có sự sống sao. Vì vậy tôi với các anh các chị chúng ta thì ở trên mọi đường này, hôm nay tại đây là văn phòng. Anh các chị hôm nay ai là người có bệnh sẽ đến đây với chúng tôi. Báo lại, chúng tôi tư vấn, chúng tôi gì ạ, mở mau mạch, chúng tôi như vậy mở như vậy là toàn bộ cơ thể mình ra, sau đó tiếp đón ăn diên vào. Trong phạm vi tuần lễ chúng ta lui bệnh, đưa người thân, đưa toàn bộ đến để chúng ta đi lập nghiệp. Có vậy thôi, đơn giản thôi. Thế thì thời gian không cho phép, tôi cũng chỉ nói qua ăn diên với sự sống như thế. Và nếu như các anh các chị đồng hành cùng với chúng tôi, gần gũi cùng chúng tôi, lấy số điện thoại, tất cả mọi người chúng tôi không tiếc thời gian, chúng tôi vẫn gì ạ, tư vấn đến nơi đến chốn thật ngắn gọn để người ta hiểu được. Và làm thế nào đó mình phải gì ạ, giang tay ra để mình cứu người, cứu mình, chứ không nhân dân mình. Mỗi một gì ạ, tháng 200 người ung thư mắc phải, các bác không ít đâu nhé. Còn tiểu đường là cấp số nhân rồi, trước đây nó 10.000 người, mới có 3 người thôi, nhưng bây giờ là gì ạ, 28% là tiểu đường. Thế thì tiểu đường dễ chữa lắm. Huyết áp chẳng cần phải chữa đâu, xương khớp thì dễ thôi. Tất cả các bệnh thì nay ta có enzyme rồi. Xin chúc các bác mạnh khỏe vì enzyme và gia đình thịnh vượng. Xin cảm ơn ạ.